Dấu ấn lịch sử xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong ngày 17 tháng 1 năm 2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội đã bắt đầu kỳ họp bất thường lần thứ 3 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Cùng đó, Quốc hội cũng sẽ thực hiện các thủ tục cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 đồng chí phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng. 2 đồng chí phó thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Trong ký ức của ông Võ Ngọc Hoàng ở thôn Hương Quế Tây, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, người bạn thời thơ ấu của Chủ tịch nước, thì ông Nguyễn Xuân Phúc là một người hiền lành, chịu khó, không sợ gian khổ và thông minh, sống chan hòa được nhiều bà con thương mến. Ông Võ Ngọc Hoàng cho biết, trong giai đoạn từ năm 1960 đến 1964, tôi và ông Nguyễn Xuân Phúc cùng ở thôn 9, nay là thôn Hương Quế Tây, xã Quế Phúc và học trường làng. Trong thời gian ấy, do chiến tranh bom đạn nên bọn tôi thay đổi trường học liên tục. Chúng tôi đi học nhiều lúc phải nhịn đói, cơm không đủ ăn. Thế nhưng cho dù điều kiện học tập và cuộc sống hết sức gian khó, ông Phúc vẫn học rất giỏi. Ngoài ra, tôi và ông Phúc còn tham gia hoạt động du kích địa phương, sinh hoạt đội thiếu niên tiền phong, lúc nào ông ta cũng rất năng nổ nhiệt tình. Ông Hoàng nhớ lại, hồi còn nhỏ ông Nguyễn Xuân Phúc có hoàn cảnh đặc biệt, từ nhỏ đã phải sống xa bố do bố ông tập kết ra Bắc từ những năm 1945. Ông ở nhà với mẹ và anh chị em. Đến năm 1965, sau trận địch tấn công vào vùng giải phóng, chị gái ông Phúc là bà Nguyễn Thị Phụng tham gia đội du kích đã anh dũng chống càn và hy sinh tại núi Hồn Cát. Chưa nguôi đau thương thì đến năm 1966, mẹ ông Phúc bị địch sát hại vì phát hiện bà nuôi dưỡng cán bộ cách mạng nằm vùng. Ngôi nhà tranh của chị em ông Phúc ở bị giặc đốt. Ông Phúc bấy giờ chỉ mới 12 tuổi. Từ khi ngày mẹ mất, ông Phúc sống cùng với chị gái và được bà con hàng xóm yêu thương đùm bọc. Đến khi ông Phúc lên chiến khu và ra Bắc học tập giữa năm 1967-1968. Ông Hoàng chia sẻ về ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc là một người tốt bụng, sống giản dị, thật thà và rất được bạn bè, bà con hàng xóm thương yêu, quý mến. Kể cả khi trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhưng mỗi lần về quê hương, ông luôn thể hiện là một người có tình, có nghĩa nên được người dân địa phương thương yêu, quý mến. Cứ đến ngày 30 tháng 4 giải phóng miền Nam, ông Phúc thường hay về thăm quê hương và cùng tham gia buổi gặp mặt các đồng đội, bạn bè và thương binh các gia đình liệt sĩ tham gia cách mạng. Còn theo ông Nguyễn Hữu Mai, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thời gian từ 1997 đến 2004, tỉnh Quảng Nam rất khó khăn, lúc bấy giờ nông nghiệp còn manh mún chưa phát triển. Nhưng ông Phúc, thời điểm đó làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vạch ra nhiều đường lối chính sách để hỗ trợ nông dân và thực hiện tốt nghị quyết 19 của Đảng bộ tỉnh. Ông Mai nhớ lại, ông Phúc nhận định muốn phát triển được nông nghiệp và giúp nông dân phải đầu tư xây dựng đường xá thật kiên cố, nhờ đó nông dân mới bớt khổ, vận chuyển lưu thông hàng hóa cũng thuận tiện hơn. Nông dân cũng mạnh dạn đầu tư máy móc, mở rộng trang trại làm ăn, nhận định này được lãnh đạo tỉnh đồng tình, nhân dân ủng hộ. Thế là ở Quảng Nam thực hiện chiến lược bê tông hóa giao thông nông thôn theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm. Cụ thể, tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định mỗi mét đường bê tông nông thôn tỉnh hỗ trợ 9 bát xi măng, còn lại nhân dân đóng góp thêm. Chưa hết, thấy nông dân trong tỉnh còn quá khó khăn về vốn, chưa dám mạnh dạn đầu tư máy móc, phát triển sản xuất, xây dựng trang gia trại, ông Phúc chăn trở và đã xây dựng nên mô hình quỹ hỗ trợ nông dân. Khi mô hình quỹ hỗ trợ nông dân ra đời, dù nguồn kinh phí tỉnh còn hạn hẹp, nhưng hàng năm ông Phúc vẫn yêu cầu chi cho quỹ hàng tỷ đồng để giúp nhân dân. Từ đó, nông dân trên địa bàn mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế vườn, đầu tư máy móc sản xuất, xây dựng trang trại, mạnh dạn mở rộng đầu tư làm ăn. Theo ông Mai, ông Phúc lúc nào cũng hướng đến ngành nông nghiệp, giúp đỡ nông dân và chăm lo đời sống người dân là trọng tâm.
Nhờ vào sự dám quyết, dám làm của ông Phúc mà đời sống nông dân Quảng Nam không khá hơn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm đáng kể. Vị nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng khó mà nói hết những gì ông Phúc đã làm được cho nhân dân. Còn ông Trần Hữu Nhị, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quế Phú cho biết, tôi và những người dân quê hương rất vinh dự và tự hào về ông Nguyễn Xuân Phúc khi được Đảng và Nhân dân tin yêu bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi Đảng và Nhân dân tin yêu giao nhiệm vụ mới cho ông Phúc, tôi mong ông Phúc phát huy được tài năng và sự lãnh đạo tài tình của ông để đưa ra những đường lối chính sách đúng đắn để giúp cho đất nước ngày càng phát triển và hội nhập với các cường quốc trên thế giới. Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 đến nay, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục trên con đường sự nghiệp vì dân vì nước, chúc bác mãi khỏe để cống hiến cho đất nước vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, hãy để lại comment bên dưới phần bình luận để dấu ấn lịch sử tiếp thu và hoàn thiện hơn. Nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục theo dõi những thông tin hữu ích về lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.